Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng kéo dài khiến các giếng khô cạn, nhiễm mặn, hàng nghìn hộ dân ở Quảng Ngãi lâm vào cảnh thiếu nước. Người dân nơi đây cho biết chưa bao giờ họ lâm vào tình cảnh nghiêm trọng như là năm nay. Gần một tháng nay, người dân ở các huyện vùng cao Trà Bồng, Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi phải ra dòng suối cách nhà hơn 2 km gùi nước về nấu ăn. Thậm chí ở xã Trà Thủy, mọi người góp tiền mua ống nhựa đấu nối chằng chịt, thay phiên nhau tìm nguồn nước trên các khe núi cách nhà hơn 3 km dẫn về cho dân làng sử dụng. Nắng nóng và trời không mưa khiến nguồn nước trên địa bàn xuống thấp trầm trọng, sông suối đều ở trong tình trạng chờ đáy. Thống kê của Ủy ban nhân dân huyện Trà Bồng, hiện 1.000 hộ dân với hơn 4.000 nhân khẩu trên địa bàn đang thiếu nước sinh hoạt. Khô hạn kéo dài không chỉ gây thiếu nước trầm trọng ở nhiều huyện vùng cao mà còn khiến nhiều giếng tại huyện đảo Lý Sơn cạn kiệt và bị xâm nhập mặn. Nguyên nhân chính là do từ đầu tháng 5 đến nay, áp thấp nóng phía Tây kết hợp với gió mùa Tây Nam gây nắng nóng gay gắt, thường xuyên ở mức cao 39 độ. Dự kiến tình trạng này có thể sẽ chấm dứt trong vài ngày tới.